sang cái video số 3 thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về tăng huyết áp khẩn cấp và tăng huyết áp cấp cứu. Tăng huyết áp khẩn cấp tiếng Anh họ gọi là hypertension urgency, còn tăng huyết áp cấp cứu thì họ gọi là uh, hypertension emergency. Thì anh cái tên này á, là tăng huyết áp khẩn cấp và tăng huyết áp cấp cứu á, là vì hai cái tên này á, là nó quen thuộc với mẹ em. Nhưng mà bây giờ là người ta đã đổi cái tên tăng huyết áp khẩn cấp rồi trước đấy là người ta kỳ nghĩ, nghĩ là nó là khẩn cấp nhưng mà bây giờ người ta thấy là nó chẳng có gì là khẩn cấp hết. Thì lý do tại vì sao thì chút nữa anh sẽ giải thích cho các em. Cho nên bây giờ người ta đổi tên nó lại là thành uh, severe Asymptomatic hypertension. Thì mình dịch sang tiếng Việt là tăng huyết áp nặng không triệu chứng, có nghĩa là bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Và người ta đã bỏ đi cái chữ khẩn cấp. Còn trong tăng huyết áp cấp cửa thì người ta vẫn giữ cái tên là tăng huyết áp cấp cứu tại vì trong trường hợp này các em phải xử lý rất là cấp cứu. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng với một à, tình huống lâm sàng. bác năm nay là à, 54 tuổi, đến khám với em là vì bị tăng huyết áp, bác không có tiền sử gì đặc biệt hết. Bác nói là bác khỏe mạnh và chưa từng đi khám bác sĩ à, trong suốt cuộc đời. Nói huyết áp cho bác là à, 185 trên 100 mm thủy ngân, đó là sau 30 phút nghỉ ngơi là 182 trên 110 mm thủy ngân. Bạn không có đau đau, bạn tỉnh tạo, bạn không có đau ngực, không nhìn mơ, không đau lưng, không buồn nôn, nôn mứa. Và thông khảm lâm sàng thì không phát hiện gì bất thường, có nghĩa là bạn hoàn toàn không có triệu chứng. Thì câu hỏi sẽ là bước tiếp theo em sẽ làm gì cho bạc hình? Như vậy cái cá lâm sàng này khi mà các em đọc các em sẽ thấy uh, cái điểm khác biệt duy nhất của bạc hình so với những cái uh, bạc khác mà đã phân tích trong cái video trước đó là hiệu áp của bạc hình là rất là cao à trên 180 mm thủy ngân. Nhưng mà à, bạc không hoàn toàn không không có triệu chứng gì hết. Thì người ta gọi một cái trường hợp à, tăng huyết áp và hiệu áp tấm thú lớn hơn bằng 180 hoặc là hiệu áp tâm trương lớn hơn một 120 mm thủy ngân mà không có cái uh, tổn thương cơ quan đích á. Nếu mà có kèm theo uh, tổn thương cơ quan đích á thì người ta gọi là tăng huyết áp cấp cứu. Còn nếu như mà không có kèm theo tổn thương cơ quan đích á, thì người ta gọi là tăng huyết áp nặng không triệu chứng vậy thì tổn thương cơ quan đích là gì tổn thương cơ quan đích bao gồm những cái triệu chứng mà nó do cái, những cái thương tổn mà gây ra bởi cái tình trạng tăng huyết áp cao đó thì thường nó sẽ bao gồm là uh, thương tổn thần cấp tính có nghĩa là nếu như mà các em có một bệnh nhân uh, bị tăng huyết áp với huyết áp tâm thu lớn hơn bằng 180, huyết áp tâm trương lớn hơn bằng 120 mà bệnh nhân có tăng creatinine mẫu cấp thì chúng ta gọi là tăng huyết áp cấp cứu hoặc là nhiều lúc các em à, cháu cho bệnh nhân xét nghiệm à, nước tiểu và các em thấy có hồng cầu và trụ hồng cầu trong nước tiểu thì đây cũng là một cái chỉ điểm của thương tổn thận trong tăng huyết áp cấp cứu thứ hai đó là phù gái thị hoặc là xuất huyết vọng mạc thì thông thường đây là những cái thương tổn rất là hiểm gặp cho nên trừ khi điểm mà bệnh nhân khai về các em là họ có nhìn mơ hoặc là họ thay đổi thị lực thì mình không cần phải đào sâu vào để mà xem thử bệnh nhân nó họ, họ có thương tốt này hay không. Thứ ba đó là cả cái biến chứng về tái biến mạch màu nào. Ví dụ như một bệnh nhân họ có huyết áp trên 180-120 vào viện và họ bị xuất huyết nào. Thì huyết áp đó thì gọi là huyết áp tăng huyết áp cấp cứu. Và tăng huyết áp mà cao thì đây là một trong những cái yếu tố nguy cơ của xuất huyết nào. Hoặc là nhồi màu nào cũng vậy thì nếu à, tăng huyết áp mà kèm theo như màu đạo thì mình cũng gọi đó là à, tăng huyết áp cấp cứu thứ tư đó là <laughs> bệnh nhân họ biểu hiện các cái triệu chứng là thay đổi ý thức ví dụ như một bệnh nhân vào viện vì huyết áp rất là cao và bệnh nhân có biểu hiện là lơ mơ thay đổi ý thức thì à, người ta gọi nó là một cái thuật ngữ người ta gọi đó một về một cái thuật ngữ gọi là hypertension Encephalopathy. mình dịch sang tiếng việt gọi là à, bệnh não tăng huyết áp thì dĩ nhiên trong cái trường hợp mà một bệnh nhân mà bị tăng huyết áp mà vào viện vì lơ mơ thì chắc chắn là em sẽ cho bệnh nhân chụp CT scan sò so não để mà loại trừ khả năng là bệnh nhân xuất huyết não rồi cho nên nếu như mà các em chụp CT hoặc MRI mà thấy không có cái thương tổn gì hết mà bệnh nhân vẫn biểu hiện cái trạng thái lơ mơ thay đổi ý thức thì mình gọi là bệnh não tăng huyết áp và tiếp theo đó là những cái thương tổn ở tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim hoặc là những cái trường hợp bị phù phổi cấp. Và thứ sáu là à, biến chứng ở động mạch chủ, à, bóc tách động mạch chủ. Thì nếu như mà bệnh nhân có những cái biểu hiện giống như anh đã kể ở trong slide này, thì bệnh nhân sẽ được xếp vào là tăng huyết áp cấp cứu. Thì như cái tên của nó, nếu như mà bệnh nhân có một trong những cái biểu hiện như thế này, á, thì các em phải, sẽ phải chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Tuy nhiên cái điều quan trọng đầu tiên đó là chúng ta phải phân biệt được đó là liệu bệnh nhân họ đang bị tăng huyết áp khẩn cấp hay là họ chỉ bị tăng huyết áp nặng không triệu chứng. Cho nên bước quan trọng đầu tiên khi mà các em thấy một cái trường hợp bệnh nhân mà có huyết áp tăng cao như vậy đó là các em phải thấm khảo lâm sang và các em hỏi bệnh sự xem thử là bệnh nhân có có cái biểu hiện nào của tăng huyết áp cấp cứu hay không. Ví dụ như em em hỏi triệu chứng đau đầu nếu như mà bệnh nhân có tăng được gặp cao như vậy kèm theo đau đầu thì các em sẽ phải chuyển bệnh nhân qua phòng cấp cứu để chụp CT ngay lập tức hoặc là nếu có nhìn mơ phải chuyển sang phòng cấp cứu để bác sĩ mắc họ xuống họ khám xem thử là có phu gái thì hay không hoặc là nếu bệnh nhân đau ngực cũng sẽ phải chuyển bệnh nhân qua phòng cấp cứu để mà làm mặt đo đo, đo ekg và chụp uh, ct scan ngực để mà loại trừ khả năng bị bóc tách động mạch chủ. À, em hỏi triệu chứng khó thở tại vì uh, xem thử bệnh nhân có có và phù phổi cấp hay không. Họ triệu chứng buôn nôn nôn mửa tại vì đấy có thể là uh, triệu chứng của tăng áp lực nội sọ. Em có thể hỏi triệu chứng uh, uh, đau ngực lán ra số lưng để xem có thể là uh, đây là cái triệu chứng của bóc tách động mạch chủ hoặc là hỏi bệnh nhân xem thử là nước tiểu của họ có màu ấy không. À, còn về thăm khám thì em chủ trọng tới thăm khám về hệ thần kinh để xem có thử là bệnh nhân có, có cả cái dấu hiệu à, thương tổn thần kinh khu trụ hay không để mà loại trừ khả năng là họ bị xuất huyết não hoặc là nhồi máu não. À, em sẽ nghe tim để xem thử là có tiếng thổi hay không để mà à, loại trừ khả năng họ bị bóc tách động mạch chủ. Cái em nghe phổi xem thử có tiện um, tiếng rán hay không. Và các em sẽ khám chi dưới để xem họ có phù hay không trong trường hợp họ bị ra thương tổn thần cấp tính. Nếu như bệnh nhân có bất cứ những cái, cái, cái dấu hiệu bất thường nào giống như mà anh đã kể ở trên thì chắc chắn là các em sẽ phải chuyển bệnh nhân qua phòng cấp cứu để người ta à, chẩn đoán và xử trị tháo hướng của tăng huyết áp cấp cứu. Còn nếu như bệnh nhân không có gì nghi ngờ hết thì các em sẽ chẩn đoán bệnh nhân là bị tăng huyết áp năng không triệu chứng. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại trường hợp của Bạc Hân. Thì các anh thấy là Bạc Hân là huyệt áp là một, 180 trên 120 mm thủy ngân, nhưng hầu như Bạc không có triệu chứng gì cả. Thông khám lắm sang, à, hỏi bệnh sử chúng ta chẳng có cái nghi ngờ nào là Bạc bị thương tổn cái cơ quan đích cả. Cho nên chúng ta sẽ xếp Bạc Hân vào trong cái trường hợp là tăng huyệt áp nặng không triệu chứng. Thì anh đoán chắc chắn là sẽ có một số sự sinh viên sẽ hỏi lại anh là mặc dù bạn không có triệu chứng nhưng mà làm sao anh biết là creatinine của bạn không tăng, làm sao anh biết là tổng lực tiểu của bạn không có hồng cầu hoặc là làm sao anh biết bạn không có phù ghé thị để mà anh có thể chẩn đoạn là tăng hợp áp không triệu chứng à, tăng huyết áp nặng không triệu chứng cho bác. Thì có một phương án thứ hai đó là phải chăng mình sẽ chuyển bạn có phòng cấp cứu sau đó là một số xét nghiệm cơ bản nếu như mà tất cả bình thường thì mình có thể cho bạn về với chẩn đoán là tăng huyết áp và nặng không triệu chứng còn nếu như mà bạc có dấu hiệu nào đó nếu nếu như mà creatinine tăng hoặc là troponin tăng thì mình có thể dự bạc lại để mà điều trị theo hướng tăng huyết áp nặng à, tăng huyết áp cấp cứu thì theo các em nghĩ như thế nào nếu mà các em hỏi như vậy thì nó cũng có lý có nghĩa là trong trường hợp của bạc Hưng mặc dù không có triệu chứng gì cả nhưng anh không hoàn toàn loại trừ 100% khả năng là bạc Hưng À, không bị tăng huyết áp cấp cứu tại vì sẽ có rất là nhiều cả cái chẩn đoán và cả cái xét nghiệm mà mình phải làm à, để mà loại trừ cái trường hợp này cho nên anh anh nói vậy anh nói là bạn bị như vậy chỉ là chỉ là chẩn đoán sơ bộ và không phải là chẩn đoán xác định là 100%. nhưng mà có hai điều anh muốn nhận mạnh ở đây cho các em à, khi mà chúng ta xử lý một cái trường hợp như là trường hợp của bạch hưng một là chúng ta có nên làm cả cái xét nghiệm sàng lọc cơ bản giống như là mình nói trên không ví dụ như ít nhất là cho bạn làm chức năng thần chắc để để khẳng định là bạn không có bị uh, suy thận uh, làm được tiểu uh, EKG ít qua ngực và troponin thì mình có nên làm hay không câu trả lời là là có nhưng mà câu hỏi tiếp đó là nếu như chúng ta cần làm thì có cần làm khẩn cấp hay không đó là câu hỏi thì câu trả lời là nếu như mà nghi ngờ của các em không có cao á, thì chúng ta không cần làm khẩn cấp. Các em sẽ chỉ định những cái xét nghiệm đó, nhưng mà ví dụ các em khám bạc ở phòng khám thì có thể cho bạc đi làm xét nghiệm ở phòng khám. Các em, các em không cần thiết là phải phải dừng gửi bà hứng qua phòng cấp cứu. Thứ hai nữa, đó là trong trường hợp của bà hứng thì việc hạ huyết áp xuống một cách khẩn cấp á, thì thường á, là nó sẽ có cái hài nhiều hơn là cái lời. Trong trường hợp của bác hứng á, là chúng ta không cần phải hạ huyết áp xuống một cách khẩn cấp. Lý do là vì nếu như mà các em hạ huyết áp xuống một cách khẩn cấp thì nó sẽ làm giảm mẫu tới các cái cơ quan quan trọng trong cơ thể một cách đột ngột. Ví dụ như mẫu giảm mẫu tới thân á, thì nó sẽ đột ngột á, thì nó sẽ làm có thể sẽ, sẽ làm cho bệnh nhân bị suy thần cấp hoặc là giảm mẫu tới nào thì có thể làm cho bệnh nhân bị nhồi máu não và thiếu máu tại tim nó có thể gây ra nhiều mẫu cơ tim cho nên lời khuyến là trong trường hợp như là trường hợp của bản hưng thì chúng ta sẽ phải hạ huyết áp từ từ trong vài ngày đến vài tuần mà không cần gấp vì sao chúng ta phải làm như vậy chúng ta phải làm như vậy để cho cơ thể nó có thời gian để điều hòa lại cái lượng máu đến cả cơ quan đích và vì chỉnh chỉnh vi hai lý do này cho nên á là các em thấy là trong trường hợp của bác Hưng là không có cái gì khẩn cấp hết. Cho nên là người ta mới đã lấy cái thuật ngữ là tăng huyết áp khẩn cấp và người ta thấy vào đó là tăng huyết áp nặng không triệu chứng. Bởi vì hầu như là bệnh nhân không có triệu chứng và chúng ta cũng chẳng cần làm cái gì khẩn cấp hết. Xét nghiệm cơ bản cũng cần làm những không khẩn, khẩn cấp và hạ huyết áp à, xuống cũng không cần khẩn cấp luôn nếu uh, chúng ta hả, không đưa huyết áp xuống một cách đột ngột thì chúng ta sẽ đưa xuống như thế nào thì ở đây á, là có ba ý ý thứ nhất á, là họ khuyến á, là trong những cái trường hợp giống như là trường hợp của bà hứng thì các em cho bà hứng nghỉ ngơi ngồi trong một phòng tối yên tĩnh thì trong khoảng 1 phần 3 các cái trường hợp á, là huyết áp nó sẽ trở về dưới 180 trên 120 mm thủy ngân tại vì trong một số trường hợp có thể là do bệnh nhân họ lo lắng hoặc là họ gắng sức gì đó thì huyết áp nó có thể vọt lên trên 180 trên 120 cho nên tất cả những cái trường hợp giống như bác Hương em cho bác nghỉ ngơi một chút xíu rồi kiểm tra lại huyết áp và cái mục tiêu của ta chúng ta đó là trong những cái ngày đầu á, thì chúng ta sẽ đưa huyết áp xuống dưới 160 trên 100 mm thủy ngân nhưng không được vượt quá 25 đến 30 so với những giá trị ban đầu ví dụ như trường hợp của bác Hưng chúng ta sẽ đưa các áp xuống dưới 160 trên 100 trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày nhưng mà các em đừng có đưa vượt quá sâu xuống dưới 25 cho tới 30 phần trăm sau đó thì về lâu về dài thì các em sẽ cần đưa cái huyết áp xuống 100 dưới 140 đến 90 mm thủy ngân trong thời gian bao lâu thì tùy các em chọn nha anh đi ở đây là uh, trong thời gian vài tuần hoặc vài tháng nhưng mà uh, các em thích bao lâu cũng được à, miệng là các em nhớ một chữ thôi đó là không cần vội mình chỉ cần đưa xuống từ từ thôi là được à, cho nên trong tăng huyết áp khẩn cấp không triệu chứng á, các em chỉ cần nhớ cho anh ba ba chữ thôi đó là không cần vội nha như vậy à, quay, quay quay trở lại cái trường hợp của bà Hứng thì chúng ta sẽ kể đơn cho bà Hứng như thế nào thì trong trường hợp này chắc chắn là các em sẽ phải kết hợp và hái thuộc vào cho bạn rồi đúng chưa? À, một thuộc trong trường hợp vụ bạc chắc chắn nó sẽ không bao giờ đưa cái huyết áp mà từ 180 mà xuống 160 hết. Cho nên trong trường hợp là này thì các em sẽ phải à, kết hợp à, hai thuộc. Thì anh chỉ lại ví dụ thôi, đó là chúng ta sẽ cho bạc bạc là à, nifedipine 30mg, à, dạng phóng thức kéo dài kết hợp với lisinopril 10mg. À, các em cho bạc 10 viên thôi, tại vì các em sẽ phải tải khám rất là nhanh chứ không phải là dòng trường hợp bình thường mà em cho bạn tái khám trong vòng một tháng giống như là cả cái trường hợp như ở trước thì chúng ta sẽ cho bạn tái khám sau một tuần để mà kiểm tra lại huyết áp nếu như mà huyết áp nó đạt được mức dưới 160 đến 90 rồi á thì các em sẽ cho bạn uống duy trì và tái khám sau một tháng rồi sau đó từ từ chỉnh thuộc lên để mà đưa huyết áp xuống dưới 160 đến 90 nhưng mà nếu như mà huyết áp nó chưa đạt mức dưới 160 trên 100 á, thì các em sẽ tăng liều lên. Thì tăng liều như thế nào thì hy vọng các em đã nắm rõ. Mình sẽ tăng lisinopril lên 40 hoặc là nifedipine lên 60 hoặc là 90 mg cho đến khi mà đạt được hiệu huyết áp mục tiêu. sau đó các em cho bác uống duy trì tại khám sau một tháng rồi dần dần để thuộc tăng cái liều thuộc huyết áp lên để mà đưa huyết áp xuống dưới 140 trên 90 mm thủy ngân. Như vậy thì tóm lại trong cái điều trị huyết áp năng tạng không điều chỉnh thì có một số điểm ảnh tóm tắt là như sau. Thứ nhất đó là cần khai thác bệnh sử và khám lâm sang để mà loại trừ cái khả năng của tăng huyết áp cấp cứu. Thứ hai là chúng ta nên cho bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi trong vòng khoảng 30 phút trong một cái phòng tối và yên tĩnh thì có chừng khoảng 1 phần 3 bệnh nhân ấy, thì huyết áp sẽ quay trở về giữa 180 trên 120 mm thủy ngân. À, thứ ba đó là những cái xét nghiệm đánh giá nên làm nhưng mà không cần làm một cách khẩn cấp. Thứ tư đó là không nên đưa huyết áp xuống một cách đột ngột. À, đưa huyết áp xuống dưới 160 trên 100 mm thủy ngân à, thì trong vòng một ngày đầu vài ngày đầu nhưng mà không được vượt quá 25 cho tới 30% so với giá trị ban đầu và mục tiêu lâu dài là 100 giữa 140 đến 90 nhưng cân nhẹ là là không cần vội nha như vậy à, chúng ta đã xong cái phân à, tăng huyết áp năng không triệu chứng chúng ta sẽ đến với một cái trường hợp tiếp theo bạn cả năm nay 54 tuổi à, đến phòng cấp cứu nha đến phòng cấp cứu vì cái triệu chứng đau đầu buông nôn và nôn mửa các em đó việc áp tại phòng cấp cứu cho bạn là 120 trên 100 200 trên 120 mẹ thủy ngân và ngoài những kỳ triệu chứng kể trên thì bạn không có đau ngực đau lưng khó thở nhìn mơ gì hết thông cảm lắm xa, không thể gì bất thường à, CT nào cũng không thấy dấu hiệu của xuất hiện nào ít quan phổi bình thường không có dấu hiệu Trung thất rồng xét nghiệm mẫu nổi bật là creatinine là 2.0 trong khi một tháng trước thì cái giá trị này là 1.0 và xét nghiệm hồng cầu trong nước tiểu là dương tính thì ở đây là cái creatinine là anh dùng cái đơn vị là miligram trên decilit nó khác với cái đơn vị mà một số và uh, bệnh viện uh, các em đang thực tập họ đang sử dụng là thường họ sử dụng cái đơn vị là milimol trên lít thì chúng ta sẽ có um, câu hỏi đó là chúng ta xử lý như cho bạn như thế nào uh, một là chúng ta sẽ kê đơn hai thuốc cho bạn rồi cho bạn tại khám sau một tuần và hai là cho bạn nhập viện. Thì rõ ràng là nếu mà các em đọc cái tình huống lâm sàng này thì các em sẽ xếp trường hợp của bác án là vào cái trường hợp là tăng huyết áp cấp cứu bởi vì là bạn có cái thương tổn của cơ quan đích cho nên là giống như cái tên của nó thì trường hợp này mình sẽ phải xử lý cấp cứu có nghĩa là chúng ta sẽ cho bạn nhập viện và chúng ta sẽ xử lý theo hướng của tăng huyết áp cấp cứu tăng huyết áp cấp cứu thì tất cả các trường hợp là các em đều phải cho bệnh nhân nhập viện. Thì trong trường hợp của bạc án á, thì có một số vấn đề mà anh muốn các em nắm. Một đó là cũng giống như trong trường hợp của bạc hưng thì các em cũng không được đưa huyết áp xuống một cách đột ngột. Lý do là vì cơ thể nó sẽ không có điều hòa kiếm kiếm và nó sẽ gây thiểu mẫu tại các cơ quan đích quan trọng. Cho nên trong trường hợp này các em cũng sẽ phải giảm huyết áp một cách từ từ. Mục tiêu là như thế nào? Mục tiêu là không được giảm của 10 cho tới 20% giá trị huyết áp trung bình à, trong vòng 1 giờ đầu và không được giảm thêm của 5 cho tới 15% trong vòng 23 giờ tiếp theo. Thì ở đây là anh nhận mạnh là huyết áp trung bình nha. Thì các em có nhớ cái công thức tính tỉnh của huyết áp trung bình không? Thì huyết áp trung bình là không phải là các em lấy huyết áp tâm trương cộng huyết áp tâm thu chia cho hai nha các em sẽ phải lấy là hai lần huyết áp tâm trương cộng với huyết áp tâm thú rồi chia cho 3 thì đó là công thức của tình huyết áp trung bình tuy nhiên thì nhiều lúc anh thấy nó rất là phiền phức cho nên nhiều lúc anh cũng nhạt tình lắm cho nên thông thường nếu như mà huyết áp của bệnh nhân không quá cao thì các em cần nhớ hai con số thôi đó là 180 trên 120 và 160 trên 110 mm thủy ngân có nghĩa là à, trong vòng một giờ đầu á, là các em À, giảm huyết áp xuống khoảng uh, à, dưới 180 đến 120 mm thủy ngân trong giờ đầu và dưới 160 trên 110 trong 23 giờ tiếp theo. Nhưng mà nhớ là không bao giờ được giảm huyết áp xuống dưới 130 đến 80 trong suốt cái thời gian này. Thì đó là con số mà anh, anh, anh thương nhớ để cho anh hành trên lâm sàng. À, nhưng mà nhớ, các em nhớ là trong chỉ trong trường hợp là huyết áp nó không có không quá cao thôi. Nếu như mà hiệu áp nó cao quá thì các em sẽ phải sử dụng cái con số là 10-20% hoặc là 55% như ở trên. Và vì trong cái trường hợp của tăng huyết áp cấp cứu á, mục tiêu kiểm soát của chúng ta là nó khá là chặt chẽ. Cho nên thông thường á, là trong trường hợp này chúng ta sẽ phải sử dụng các cái thuốc huyết áp đường truyền tĩnh mạch liên tục chỉ ta không chúng ta không có dùng các cái thuốc mà tiêm tĩnh mạch hoặc là thuốc uống được. À, tại vì trong cái thời gian này chúng ta phải 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 kiểm soát huyết áp nó khá là chặt cho nên phải có một cái thuốc nào đó để chúng ta có thể tăng và giảm liều theo ý muốn để mà đưa huyết áp lên xuống theo ý muốn của chúng ta nhất là trong vòng 24 giờ đầu thì có một thuốc mà chúng ta thường hay sử dụng trên lâm sàng đó là nicardipine thì một cái đặc biệt dược nổi tiếng của thuốc này đó là cardin Thuốc này là thuộc mà bọn ảnh thường hay dùng nhất trên lâm sàng trong các cái trường hợp là tăng huyết áp cấp cứu tại vì nó nó rất là mạnh và nó rất là ít tác dụng phụ. Thì đây là một cái thuốc chèn canxi dùng bằng đường truyền tĩnh mạch liên tục. Thông thường thì ở Mỹ thì điều dưỡng là họ họ biết cách để mà họ chỉnh cái thuốc này cho nên là bọn ảnh khá là đơn giản chỉ cần là đưa cho họ một cái con số huyết áp mà em muốn rồi họ sẽ sẽ, sẽ, sẽ từ chỉnh liều thuốc. À, của bệnh nhân để mà đạt được cái con số mà em đưa ra. Thì các em nhớ là những cái thuốc á mà dùng bằng đường truyền tĩnh mạch liên tục á thì thông thường thời gian tác dụng của nó rất là ngắn và ngắn. Có nghĩa là các em sẽ phải duy trì truyền một cách liên tục để mà thuộc nó có thể à, à, duy trì phát huy tác dụng. Và vì nó tác dụng nhanh và và ngắn cho nên á các em rất là dễ chỉnh liều. Nếu như mà Huyệt áp nó không đạt được mục tiêu thì các em chỉ cần tăng liều lên thôi còn điều thấy mà huyết áp tụt quá nhanh thì các em giảm liều xuống xuống thuốc nó sẽ ra khỏi hệ thống ngay lập tức cho nên nó rất là dễ để cho chúng ta có thể uh, kiểm soát cái huyết áp trong phạm vi mà mình mong muốn nhé thì một cái lò ni các cái pin thì thường có chứa là 25 mg ni các cái pin trong 10 ml cũng có cái chế phẩm uh, gọi là cố đặc nhưng mà thôi các em khỏi cần nhớ đi thì cái cách sử dụng của truyền tĩnh mạch như các cái pin thì liều khởi đầu á, là 5 mg trên giờ tức là các em cho nó chạy 5 mg trên trên giờ truyền tịnh mạch rồi các em sẽ tăng liều mỗi uh, 2.5 mg trong 5 đến 15 phút trong mỗi mỗi 5 đến 15 phút để các em đạt được cái hiệu áp mục tiêu là dưới 180 trên 120 mm thủy ngân trong giờ đầu và dưới 160 trên 110 mm thủy ngân trong 23 giờ tiếp theo và liều lượng tối đa của thuốc này là 15 mg trên giờ. Thông thường thì 99,9% là các em có thể kiểm soát được cái huyết áp bằng cái liều tối đa là 15 mg trên giờ. Như vậy thì trong vòng 24 giờ đầu thì chúng ta sẽ phải đưa huyết áp xuống một cách từ từ để cho cơ thể bệnh nhân họ họ từ điều hòa lại. Thì trong vòng 24 giờ đầu bắt buộc là chúng ta sẽ phải sử dụng cái huyết áp À, đường truyền tĩnh mạch nhé à, với mục tiêu là à, giữa 180 trên 120 mm thủy ngân trong giờ đầu 160 trên 100 mm thủy ngân trong 23 giờ tiếp theo sau 24 giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho bệnh nhân uống thuốc huyết áp đường uống thuộc, khi mà thuộc huyết áp đường uống mà nó phát huy tác dùng rồi thì các em sẽ bắt đầu chỉnh liều đi các cái xuống và tiến tới đó là chúng ta sẽ ngưng cái ni phạt các cái pin luôn thì ở đây là À, anh ví dụ cho các em là sau 24 giờ anh sẽ bắt đầu cho bệnh nhân uống thuốc đường uống chắc chắn là chúng ta sẽ phải kết hợp hai thuốc ở đấy thì anh chỉ à, ghi giải thôi như nifed, phản đi được biến 60 mg vậy là li 5 mg một ngày nhưng mà tùy các em có thể sử dụng bất cứ thuốc nào mà các em muốn và nếu mà huyết áp vẫn em vẫn không thể nào cắt được cái đi biến tại vì huyết áp vẫn con cao thì các em cứ tăng cái liều thuốc uống lên thôi tăng lên cho đến khi nào mà huyết áp nó đạt được thì giá trị bình thường rồi em ngưng thì ni cạc đi pin thì khi mà ngưng được ni các đi pin rồi thì em sẽ cho bệnh nhân xuất viện tại cảm sau một tuần và chỉnh liều để mà đưa huyết áp xuống 140 trên 90 mm thủy ngân thì tóm lại đó chính là, là cái cách để mà các em điều trị một cái trường hợp tăng huyết áp cấp cứu thì một lưu ý mà anh muốn nói với các em trước khi chúng ta đi sang tình huống làm sao tiếp theo đó là à, nifedipine ngầm dưới lưỡi thì hiện nó không còn được khuyến cáo nữa. À, các em quên cái thuật này đi. Trước đây thì anh thấy bệnh viện Anh thì người ta cũng sử dụng cái thuật này nhiều nhưng mà bây giờ thì hầu như là nó không còn sử dụng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ... À, À, tiếp tục với một cái tin hưởng lắm sang là bác Đức năm nay 48 tuổi bác được con trai đưa đến phòng cấp cứu là tại vì có cái triệu chứng là đau ngực dữ dội lan ra số lưng kèm theo khó thở tiên sự là bác bị tăng huyết áp nhưng mà con trai bảo là nó, bác đã bị hệ thuộc trong một tháng vừa rồi nhưng mà chưa mua kịp thăm khám lắm sang thì chỉ có là nhịp tim nhanh thôi đo huyết áp thì thấy là huyết áp là 190 trên 120 mm thủy ngân mạch 125 lần một phút EKG bình thường troponin bình thường graining bình thường ít quang ngực thì các em thấy cái hình ảnh ít quang ngực bên cạnh bước tiếp theo thì mình sẽ phải làm gì thì như các em thấy là bạn đức có cái triệu chứng đó là bạn bị đau ngực lan ra sau lưng và cái ít quang là các em sẽ thấy cái hình ảnh đây là cái hình ảnh này là cái hình ảnh trúng thất rộng thì những cái trường hợp như thế này các em sẽ phải nghĩ ngay đến cái trường hợp là bóc tắc động mạch chủ thì các em sẽ phải cho à, bác Đức là chỉ định một cái CT scan ngực có thuộc cản quan có chụp mạch máu để mà mình đánh giá về cái khả năng là bác bị bóc tách động mạch chủ. Thì à, CT ngực cho thấy hình ảnh của bóc tách động mạch chủ ngực đoạn xuống. Chỉ những câu hỏi của chúng ta trong bài này sẽ là chúng ta sẽ xử lý trường hợp hiệu áp của bác Đức như thế nào. Nhưng mà anh sẽ nói cho các em một chút về cái bóc tách động mạch chủ trước khi mà chúng ta đi phân tích về cái tình huống này. Thì bóc tách động mạch chủ là gì? Bóc tách động mạch chủ là cái hiện tượng mà hai cái mà cái lớp bên trong của động mạch của động mạch chủ á nó bị rách. Thì nó khi mà nó bị rách á thì máu nó sẽ chui vào cái lớp giữa lớp trống của động động mạch chủ và lớp ngoài của động mạch chủ và nó sẽ sẽ toạc cái 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 động hai lớp này ra thì một trong những cái yếu tố nguy cơ của bóc tách động mạch chủ đó là là tăng huyết áp chúng ta có bóc tách động mạch chủ lên và đồng, bóc tách động mạch chủ xuống thì trong phân loại thì thường người ta sử dụng cái phân loại họ gọi là phân loại, uh, loại Stanford phân loại Stanford thì uh, có hai phân hai, hai hai nhóm thì gọi gọi là type A á, là uh, type A á, ở đây type A á, là bóc tách động mạch chủ lên và Type B là bóc tách động mạch chủ xuống không cam bóc tách động mạch chủ lên nếu như mà bệnh nhân có bóc tách động mạch chủ xuống mà có cam bóc tách động mạch chủ lên thì người ta vẫn xếp nó là type A thì cái phân loại này nó đơn giản đơn giản hơn so với cái phân loại d ba chi cái phân loại Stanford này là nó, nó dễ nhớ và nó cũng ứng dụng trong cái điều trị luôn nếu như mà có bóc tách động mặt chủ lên thì thông thường nó rất là nguy hiểm tại vì các em sẽ thấy là cái 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 bóc tách này nó có thể chạy vào bên trong tim nó có thể gây ra thương tổn van động mạch chủ nó có thể gây bóc tách động mạch van nó có thể gây trang máu mang ngoài tim và thông thường là bệnh nhân họ sẽ chết trước khi đến bệnh viện còn nếu như mà họ sống thì đây là một cái trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp các em cần phải hồi chẩn về ngoài lồng ngực ngay lập tức và tiên lượng tử vong rất là cao còn đối với bóc tách động mạch chủ, chủ xuống như thế này á, thì thông thường nếu như mà không có dấu hiệu của à, giảm tỉ mẫu cơ quan đích thì thông thường phải thay bên lòng ngực á, thì họ cũng à, chẳng làm gì cả. Họ chỉ à, khuyên là à, chỉ điều trị bảo tồn và kiểm soát huyết áp rồi sau đó chỉ định định kỳ kiểm tra cái CT động mạch chủ để xem thử cái tình trạng bóc tách này nó có lan rộng ra nhiều hay không. Nếu như mà nó lan rộng ra nhiều á, thì mình có thể đặt stent hoặc là mổ còn nếu không thì mục tiêu chung của điều trị bóc tách động mạch chủ đó là kiểm soát huyết áp còn nếu như mà bóc tách động mạch chủ xuống mà có dấu hiệu của thiếu máu cơ quan đích thì chắc chắn là phải sẽ phải có chỉ định mổ hoặc là đặt stent thì anh ví dụ trong trường hợp của bạc đức thì không có dấu hiệu của thiếu máu cơ quan đích ví dụ như là thiếu màu động mạch treo, thì màu động mạch thân hoặc là thiếu máu động mạch chi dưới thì đó là những cái trường hợp thiếu máu mà thường gặp nếu như mà có tình trạng bóc tách động mạch chủ. Cho nên trong trường hợp của bác, của chẳng hạn như là cái trường hợp dễ nhất của bóc tách động mạch chủ đó là bóc tách động mạch chủ xuống không không có dấu hiệu thiếu mẫu cơ quan đích. Cho nên mục tiêu của chúng ta đó là chúng ta sẽ phải kiểm soát huyết áp của bạc Đức mà thôi. Nha. Yeah. Thì trường hợp của bác Đức ngoài long ngực được hồi chỉnh Họ đề nghị nhập viện vào ICU kiểm soát huyết áp và chỉ định CT scan, ngực có thủ cản quán vào sáng sau. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là chúng ta sẽ kiểm soát uh, huyết áp của bác đức như thế nào. Tại về cái trường hợp của tăng huyết áp cấp cứu, thì trong trường hợp này, các em sẽ phải đưa huyết áp xuống càng nhanh càng tốt. tại vì bóc tác động mạch chủ, nó rất nguy hiểm, nó có thể diệt bệnh nhân bất cứ lúc nào. Cho nên mục tiêu của các em đó là phải đưa huyết áp xuống mức bình thường là từ 100 cho tới 120 mm thủy ngân trong thời gian càng nhanh càng tốt và người ta khuyên là trong thời gian 20 phút. Và mục tiêu của nhịp tim là từ 50 cho tới 65 một phút. Thì trong bóc tách đồng mạch chủ thì các em cần nhớ đó là chúng ta cần phải vừa kiểm soát huyết áp, vừa kiểm soát nhịp tim bởi vì nhịp tim nhanh nó cũng sẽ làm tăng cái áp lực lên bên trong cái lông của đồng mạch chủ và nó có thể làm cho cái tình trạng này nặng nề thêm cái thuốc niacin để pin mà anh phân tích cho các em trong trường hợp của bạc án ấy, thì theo các em có thể được ứng dụng trong trường hợp này hay không? thì các em nhớ là các để pin là một cái thuốc chẹn canxi dùng bằng đường tĩnh mạch và tác dụng của nó chủ yếu là lên mạch máu, à, nó rất có ít, nó có rất là ít tác dụng lên tim, nó hạ huyết áp rất nhanh nhưng mà nó chẳng có tác dụng gì lên lên tim cả, cho nên nó thậm chí thậm chí nếu mà các em có nghe cái là cái video về dược lý nếu dipin nó còn gây tăng nhịp tim phản xạ nữa cho nên á, là trong trường hợp của bậc đức nếu như mà các em sử dụng đi các á pin thì các em có thể đạt được cái mục tiêu huyết áp nhưng mà các em sẽ không đạt được cái mục tiêu của nhịp tim cho nên nó không phải là một cái sự lựa chọn tốt cho chúng ta trong trường hợp này đúng chưa và chúng ta cần một cái loại thuộc đó là vừa kiểm soát huyết áp và vừa kiểm soát nhịp tim và phải là thuộc dùng bằng đường tĩnh mạch để chúng ta có thể kiểm soát một cách uh, chính xác và thuốc mà chúng ta chọn đó là thuộc thuộc nhóm chèn beta hay còn gọi là chèn beta 1 vừa giảm huyết áp vừa giảm nhịp tim và thuộc mà anh thường hay sử dụng nhất trên lâm sàng là esmolon đường truyền tĩnh mạch thì trong kỳ bài này anh sẽ nói cho các em cách sử dụng esmolon nhưng mà vẫn, mình vẫn có những cái thuốc khác nữa giống như là uh, điều thái giảm thuốc chèn canxi ứng dụng trong À, tác dụng chủ yếu lên tím à, và cả cái thuốc như là beta nó cũng là một cái thuốc à, chẹn beta dùng bằng đường tĩnh mạch mạch và thường trong những cái trường hợp như thế này chắc chắn các em sẽ phải cho bệnh nhân nhập viện vào à, hồi sức cấp cứu bởi vì à, nguy cơ mà diễn tiến xấu của bệnh nhân này rất là cao và cách sử dụng của asthma thì à, liều khởi đầu thông thường của nó là từ 500 cho tới 100 mg trên kg liều tài liều tài có nghĩa là các em uh, tiêm tĩnh mạch chứ không phải là truyền thì sau khi mà các em cho cái liều tải xong rồi thì các em sẽ truyền tĩnh mạch với cái, cái liều là 500 microgram trên kg trên phút. Uh, nếu như mà không đạt được một huyết áp mục tiêu thì các em sẽ cho bệnh nhân thêm một cái liều tải nữa sau đó các em sẽ tăng cái liều của uh, truyền tĩnh mạch mỗi 50 microgram trên kg trên phút để đạt được cái huyết áp mục tiêu và uh, nhịp tim mục tiêu mà như các em mong muốn À, và cái liều tối đa của thuốc này á, là 200 microgram trên kg trên phút. nếu như mà đạt được à, huyết mục tiêu về nhịp tim nhưng mà huyết áp và nó vẫn chưa đạt được cái mục tiêu thì các em có thể kết hợp thêm như các dịch biến đường truyền tĩnh mạch hiểu không? sau khi mà à, ổn định rồi á, thì cũng giống như là cái trường hợp mà à, chúng ta xử lý cái trẻ, tăng huyết áp cấp cứu sau khi mà bệnh nhân ổn định rồi á, thì các em sẽ cho bệnh nhân uống uống thuốc uống để mà mình giảm cái liều esmolone xuống thì thông thường thuốc uống mà các em chỉ định trong trường hợp này sẽ phải có một thuốc thuộc nhóm chan beta và một thuốc là thuộc nhóm hạ huyết áp khác bởi vì chúng ta phải vừa kiểm soát huyết áp và vừa kiểm soát nhịp tim nữa thì ví dụ như trong trường hợp của bạc đức như thế này thì ngày hôm sau thì huyết áp ngày thứ hai thì huyết áp ổn định 100 cho tới 120 mm thủy ngân và mạch là từ 50 đến 60 lần trên phút thì các em sẽ kê đơn cho cho bạn là nifedipine 30 mg trên ngày kết hợp với metoprolol 25 mg ngày hai lần rồi sau đó các em sẽ chỉnh asmolon xuống và cho bạn uống thuốc và tại khám sau một tuần để mà các em chỉnh thuốc nha các em hiểu chưa thì anh không còn nói nhiều về kỹ thuật beta trong cái bài dạng này tại vì nó không phải là một cái thuốc mà gọi là được chỉ định đầu tay trong điều trị tăng huyết áp nhưng mà uh, anh sẽ nói một chút xíu về cái metoprolol tại vì trong uh, cái slide anh có chỉ định metoprolol uh, cho bậc Đức thì đấy là một cái thuốc chẹn beta uh, nó làm giảm nhịp tim và làm giảm sức co bóp cơ tim nó được ứng dụng trong điều trị suy tim cũng như là trong trường hợp các em cần kiểm soát nhịp tim trong những cái dạng rối loạn nhịp nhanh thì mình có hai cái loại metoprolol giống như là trong trường hợp của nifedipine. Một loại là gọi là dạng phóng thích nhanh, người ta gọi là metoprolol tartrate. Cái loại này thì nó rẻ tiêm và thường được sử dụng để mà kiểm soát nhịp tim hoặc là điều trị tăng huyết áp. Cái viên của nó là có liều lượng là 25mg, uh, 50mg hoặc là 100mg. Liều khởi đầu của em là 25mg BID tức là ngày 2 lần. Uh, rồi các em có thể tăng liều lên 50mg rồi liều tối đa của nó là 100 mg ngày 2 lần và loại thứ hai đó là metoprolol succinate thì loại này là cái loại phóng thích kiểu dài à, loại này chỉ cần sử dụng ngày một lần mà thôi à, liều của nó cũng có là 25 mg 50 mg 100 mg và liều tối đa của nó là 200 mg trên ngày các em sử dụng ngày một lần thôi và loại này nó đắt tiền hơn và nó được sử dụng uh, cho suy tim Thế nên đối với bạc đức thì như vậy nếu các em cho nifedipine 30 mg và metoprolol 25 mg ngày hai lần rồi các em giảm asmolone xuống. Nếu như mà các em giảm cái liều asmolone xuống mà huyết áp của bạc đức nó tăng lên thì em tăng liều của nifedipine lên hoặc là em tăng liều của metoprolol lên. Sau đó tìm mọi cách để đưa asmolone xuống để cho bạc xuất viện thì đó là cái trường hợp à, điều trị tăng huyết áp trong trường hợp của bóc tách động mạch chủ thì đó là một số thứ mà anh muốn các em nhớ chúng ta sang cái trường hợp thứ ba bác tăng năm nay 50 tuổi tiên sử à, tấm tăng huyết áp điều trị không thường xuyên và phòng cấp cứu vì triệu chứng là bà bị đau đầu dữ dội và lơ mơ em đo huyết áp á, là huyết áp là 190 trên 120 mm thủy ngân và thăm khám thì thấy là bạn có triệu chứng Điều chứng là lớn mới à, Glasgow là 12 điểm em cho bạn chụp CT scan sau nào thì thấy là bạn bị xuất hiện nào ở vị trí của nhân nền à, em hội trận ngoài thân kinh và câu hỏi của chúng ta là em sẽ xử lý trường hợp à, tăng huyết áp của bạn như thế nào thì trong trường hợp của bạn tấn thì bạn cũng được xếp vào nhóm là tăng huyết áp và cấp cứu bởi vì huyết áp của bạn tấn nó tăng lên rất là cao và bạn có thương tổn cơ quan đích đó chính là là xuất huyết nào thì cũng giống như trong trường hợp của bóc tách động mạch chủ thì trong trường hợp của xuất huyết nào thì các em cũng sẽ phải cân đưa huyết áp xuống càng nhanh càng tốt bởi vì huyết áp càng cao thì cái tình trạng xuất huyết nào nó sẽ càng lan rộng em hiểu không thì người ta khuyến cáo là trong trường hợp của xuất huyết nào thì các em cân đưa huyết áp xuống với huyết áp mục tiêu là huyết áp tâm thu từ 140 cho tới 160 mm thủy ngân càng nhanh càng tốt và dĩ nhiên là thuộc mà các em sử dụng trong trường hợp này cũng là cái thuốc hạ huyết áp dùng bằng đường truyền tĩnh mạch và chúng ta cũng sẽ sử dụng ni các để biến giọng như trường hợp tăng huyết áp cấp cứu mà anh đã đề, đề cập ở phía trên nha thì đó là điểm khác biệt duy nhất tại vì trong trường hợp này là bị xuất hiện nào và trường hợp à, cá lâm sàng tiếp theo chúng ta thảo luận đã là bạn tăng năm nay 50 tuổi vào phòng cấp cứu vì đồ ngột mẹo miệng và liệt tay chân bên trái. Ngoài ra bạn không có triệu chứng gì khác. Các triệu chứng xuất hiện 5 giờ trước khi đến bệnh viện. Chụp CT scan không thấy gì bất thường, MRI sọ não thì thấy hình ảnh của nhồi máu não. Ở vị trí của nhân nền, huyết áp đó được là 210 trên 110 mm thủy ngân. Bạn được nhập viện với chẩn đoán là nhồi máu não cấp tính. Nội thân kính hội trần và bạc tấn không có chỉ định tiêu sợi huyết tại vì bạn đến quá muộn. À, bước tiếp theo trong sử dụng trong xử uh, lý trường hợp của uh, bậc tăng là gì chúng ta có ba đáp đáp án đáp án một như các đi pin đường tĩnh mạch đáp án hai là thuộc huyết áp đường uống và đáp án thứ ba là không cần điều trị tăng huyết áp trong trường hợp này thì đây là một cái trường hợp là một bệnh nhân bị nhồi màu não thì trải với cái trường hợp của cái xuất huyết não á thì nhồi màu não cấp thì chúng ta sẽ không được hạ huyết áp xuống một cách khẩn cấp và không được hạ huyết áp xuống quá thấp. Bởi vì huyết áp cao nó sẽ giúp tưới máu nào và từ đó nó sẽ làm hạn chế được những thương tổn gây ra do mình nhồi máu não. Thì đó là cái điểm mà các em cần nhớ à, trong à, xử lý tăng huyết áp của một trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu não. Thì trong trường hợp của nhồi máu não á, chúng ta chia thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là nếu bệnh nhân không có chỉ định tiêu sợi huyết thì khuyến cáo sẽ là chúng ta chấp nhận huyết áp dưới 220 trên 120 mm thủy ngân trong 24 giờ đầu và sau đó chúng ta sẽ dùng thuốc uống để mà đưa huyết áp xuống dưới 160 trên 100 mm thủy ngân sau đó cho bệnh nhân tái khám. Còn nhiều như mà bệnh nhân có chỉ định thuộc tiêu sơ huyết thì các em cần đưa huyết áp xuống dưới 185 trên 110 mm thủy ngân trước khi mà dùng tiểu sợi huyết sau khi dùng tiếu sợi huyết thì các em duy trì cái huyết áp là dưới 180 trên 105 mm thủy trong vòng 24 giờ sau khi dùng dụng thuộc tiếu sợi huyết như vậy trong trường hợp của bác Tấn thì đà bạn của chúng ta đó là chúng ta không cần phải điều trị tăng huyết áp lúc này bởi vì huyết áp của bạn là 210 trên 110 thì nó là thấp hơn 220 trên 120 cho nên trong trường hợp là 24 giờ đầu á thì chúng ta không cần phải điều trị cho cho bậc tân. Các em đợi 24 giờ sau đó em sẽ chỉ định cho bậc tân hái thuộc đường uống, cố gắng kiểm soát huyết áp giữa 160 trên 100 mm thủy ngân. Sau đó cho bạc xuất viện và tại khám ngoại trú. Như vậy slide cuối cùng này của anh là anh sẽ à, tóm tắt lại tất cả những gì anh đã nói trong cái video này. À, Tấn với áp năng không điều chỉnh thì à, tức là tổng huyết áp mà huyết áp tâm thu lớn hơn bằng 180 mm thủy ngân hoặc là huyết áp tâm trương lớn hơn bằng 120 mm thủy ngân thì các em sẽ uh, cho bình nhân uống hai thuốc uống tại khám sau một tuần đưa huyết áp xuống giữa 160 đến 100 mm thủy ngân trong vài ngày lâu dài thì các em kiểm soát huyết áp dưới 140 đến 90 mm thủy ngân tăng huyết áp cấp cứu thì các em là À, đưa huyết áp xuống khoảng 15 cho tới 20% trong giai đoạn và nằm cho tới 15% trong 23 giờ tiếp theo. Có thể chấp nhận là đưa huyết áp xuống dưới 180 trên 120 mm thủy ngân trong giờ đầu và dưới 160 trên 110 mm thủy ngân trong 23 giờ tiếp theo. Các em sẽ phải dùng nicard đi pin đường truyền tĩnh mạch tại vì nó chúng ta cần kiểm soát huyết áp một cách chặt chẽ. Bóc tách trong mạch chủ, chúng ta dùng chẹn beta đưa huyết áp tâm thủ xuống 100 cho tới 120 mm thủy ngân và mạch là từ 50 cho tới 60 trong thời gian là càng nhanh càng tốt. Trong trường hợp của xuất huyết nào thì các em dùng đi các cái pin để mà à, đưa huyết áp xuống từ 140 cho tới, tới 160 mm thủy ngân càng nhanh càng tốt để mà hạn chế cái tình trạng xuất huyết não. Còn như màu nào trong 24 giờ đầu thì nếu mà bệnh nhân không có chỉ định theo sự huyết á, thì em chấp nhận huyết áp là à, giữa uh, à, 220 trên 120 trong à, 24 giờ đầu còn nếu bệnh nhân có cái chỉ định tiêu sợi huyết thì em sẽ chấp nhận là à, dưới 185 trên 110 mm thủy ngân. Thì anh hy vọng là cái bài giảng về tăng huyết áp này nó giúp đỡ à, các em một phần nào và giúp các em tự tin chút xíu và không bị à, bỡ ngỡ khi ra trường khi mà chúng ta gặp một cái trường hợp bệnh nhân bị bị tăng huyết áp.